là cùi bưởi đã sấy khô. Cho thành phẩm thế nào? Những bạn nào nấu chè bưởi là chúng ta sử dụng cùi bưởi khô này, nó rất là tiện. Còn đây là trà bưởi. Đây là thành phẩm của tinh dầu bưởi đã đóng thành hộp như này này các bạn. Tinh dầu bưởi có tác dụng dưỡng tóc rất là tốt, nó kích thích mọc tóc đó các bạn. Đây là trà bưởi. Đây cũng là tinh dầu bưởi. Đây là rượu bưởi. Rượu bưởi thì có tác dụng là giảm cân và đẹp da.